Wow, một cạnh Milo thật luôn này. Em làm cả một đêm á. Wow, trời ơi. Lần đầu tiên chị thấy một cục thạch Milo nó to như thế này luôn đấy. Thạch Milo đúng không? Hôm nay em thử xem. Mình làm quả Milo to như này xem. Ăn nè, có mà rất ngây gà tay luôn nhá. Giật cái mình đang nhặt rau. Sao? Cái gì à? Ủa, có cái gì to này? Thạch Milo đúng không? Ú, có biết đây cái gì không? Thạch Milo đấy. Sao chỉ có cái thạch Milo nào mà to như này? Em đùa chị à, treo chị cái gì ấy? Lại treo chị đúng không? Không, thật đấy. Thật đâu? Em thức cả đêm em làm ấy. Em thức cả đêm em làm á? Ừ. Ồ, trời ơi, bình thường mình chỉ ăn hết thạch Milo nó bằng thế này. Hôm nay nó trôi nguyên cả một cục rồi. Được, đi vào nhà chị. Chị có đúng là em làm không hay em lại á? Giả vờ chị đây, chuyên nói dối chị ơi. Ô, con dao, vào đây. Được, con dao này á, sáng nay á, chị vừa á ăn bánh mì xong á. À. Ô, nhưng phải chờ chị lấy cái đĩa chứ. Đúng rồi, thạch không? Đúng rồi. Nghỉ lắm ấy, em ơi. Em mà trêu chị á, chị bắt đèn nhá. Em nói. Ô, hay là hay đây là cục mút đấy, em trêu chị ấy. Wow, một thạch Milo thật luôn này. Em làm cả một đêm á. Wow, trời ơi. Lần đầu tiên chị thấy một cục thạch Milo nó to như thế này luôn đấy. Chị cắn luôn nhá. Thôi ai lại ăn thế, để chị cắt ra cả hai chị em mình cùng ăn chứ. Mà ăn không hết đấy, chúng ta còn phải để thư. Chị thích nhất là khoản này này. Ui, ui em làm thế nào mà nó lại cứng như thế? Trời ơi, chúng ta thủ lại nhá. Ui, phải nhau thủ lại không gì á, chị nước cả. À trời ơi, cái này mới gọi là thạch Milo chứ. Ui, nhưng mà hôm nay nhà chị này á, chả có cây dĩa nào rồi. Chị cầm nó ăn. Ừ, trời ơi. Đúng là chị có sushi mới hiểu. Thế này, bình thường nhá, chị ăn một cục thạch Milo, nó chỉ bằng đây thôi đúng không? Ui, đúng một Milo á. Milo lắm. Em cho cả một Milo vào hả? Ngon thật đấy. Làm sao nó mùi Milo á? Chứa cho em. Ngon thật đấy. Mà không làm khéo á. Chị chưa bao giờ lắm làm không? Bạn mua ở ngoài á, ăn được cái bên tí này không có dính răng. Này ăn lắm. Đã luôn. Nhâm 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 nhâm. Ủa, hai cục quá lắm. Thì em mình ăn không biết là giảm hết nhỉ. Vừa ngon vừa. Ngon thật đấy. Nó vương chưa? Nhưng em làm này chắc vất vả lắm nhỉ. Mà em yêu chị đấy. Trời ơi, nhắm lên cho chị một cục thạch con như thế này. Ơ, à, anh quay đang. Cho anh viên này, ăn thử. Anh ăn thử xem su nào có ngon không nhá. Ừ, ngon lắm. Đấy, công việc chị công nhận là su nào ngon. Trời ơi. Nhưng mà ai dạy su làm? Mẹ em à, công nhận cho chị thấy mẹ em khéo lắm, cái gì cũng biết làm luôn. Mà làm rất là ngon luôn ấy. Có ăn miếng nữa không? Chị cắt ra cho. Ăn cho lại không? Đúng rồi. Nhỏ em không ăn cơm. Đúng rồi, làm cái cục này to quá. Nhưng mà nhìn chất quá. Ừ, chất thật đấy. Chị mời anh em trong cả cục này nữa. Ồ, ngon chưa? Anh em cho cả hạt. Cắt nữa nhá. Có bột thạch Milo của anh. À. Wow, chị thích nhất là khoảng cắt rồi thôi. Cho ăn đi xuống. Trời. Này em ơi, thế cuối tuần này á, bọn mình đi ra ngoài chơi ấy, em nhớ làm nhá. Ờ, bạn chị cũng thích ăn cái này lắm. Sao mấy chị em mình cùng nhau ăn luôn được không? Có bột Milo. Ờ, đấy là bột Milo đấy. Thế này em có phải cho nhiều bột Milo không? Ít hả? Trời ơi, ngon quá à. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.